Đặt cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh, sáng ngủ dậy cả nhà giật mình khi thấy 100 điều kỳ diệu. Rất vui được gặp lại bà con cô bác trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Bà con cô bác thân mến, tủ lạnh và giấy vệ sinh đều là những đồ dùng thiết yếu trong gia đình. Thế nhưng vị trí và vai trò của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Một bên là vật dụng thiết yếu để bảo quản thực phẩm, một bên là vật dụng được dùng trong nhà vệ sinh, nhà tắm. Tuy nhiên, nếu bà con biết đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh, thì tôi chắc chắn là bà con sẽ bất ngờ với những lợi ích trước mắt mà nó mang lại. Ngay đến đây thì có lẽ nhiều bà con sẽ rất nóng lòng, tò mò xem những lợi ích mà chúng mang lại là gì, phải không nào? Vậy thì hãy cùng An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu ngay sau đây bà con nhé! Có thể thấy rằng ngày nay thì tủ lạnh là một trong những thiết bị cần phải có trong các hộ gia đình chúng ta. Cơ bản là sử dụng quanh năm, thường dùng để bảo quản tươi hoặc là đông lạnh một số thực phẩm cả tuần, thậm chí là vài tháng đến một năm. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà chúng rất dễ sinh ra vi khuẩn và sinh ra mùi hôi khó chịu. Nếu không xử lý kịp thời thì những mùi hôi này sẽ bám vào thực phẩm và chúng ta bảo quản trong tủ lạnh. Mặt khác, chúng còn sinh ra nhiều độc tố nguy hiểm cho tính mạng. Do đó, bà con cần phải vệ sinh tủ định kỳ. Ngoài ra, hãy thêm vài mẹo để khử mùi hôi trong tủ lạnh của bà con được hiệu quả hơn. Đặt một cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh là một trong những mẹo đơn giản mà hữu ích, giúp loại bỏ các mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh. Hãy cùng xem những lợi ích của việc đặt giấy vệ sinh trong tủ lạnh và cách thực hiện như thế nào nhé! Trong cuộc sống của chúng ta, tủ lạnh nếu không được vệ sinh lâu ngày sẽ có mùi hôi. Một khi không được khử sạch mùi hôi thì rất dễ sinh ra mùi hôi từ thực phẩm. Gặp phải sự cố như vậy, việc rửa tủ lạnh bằng nước mỗi lần để khử mùi hôi là rất phiền phức. Với một vài mẹo nhỏ, chỉ cần một cuộn giấy vệ sinh vào ngăn mát của tủ lạnh và để như vậy qua đêm, sáng hôm sau bà con sẽ rất ngạc nhiên vì mùi hôi tanh và khó chịu trong tủ lạnh đã biến mất hoàn toàn, không cần phải rửa tủ lạnh cũng sẽ dễ dàng khử được mùi hôi. Sở dĩ cuộn giấy vệ sinh lại có được công dụng thần kỳ như vậy là bởi vì trên bề mặt khăn giấy có rất nhiều lỗ lông nên nó có thể dễ dàng hút mùi. Thứ hai thì khăn giấy sau khi sử dụng một thời gian chúng ta có thể đem ra phơi nắng và tiếp tục tái sử dụng được. Do đó bà con hãy thực hiện đều đặn định kỳ khoảng 3 ngày một lần hoặc 1 tuần một lần để bảo vệ tủ lạnh nhà mình luôn sạch sẽ, không có mùi hôi, đảm bảo chất lượng của thực phẩm đấy nhé. Bên cạnh đó thì việc đặt khăn giấy trong tủ lạnh không chỉ có thể khử mùi hôi mà còn có thể kiểm tra được độ kín của tủ lạnh nhà bà con. Bắt đầu bằng cách lấy một chiếc khăn giấy hoặc là cuộn giấy vệ sinh, kẹp nó vào cửa tủ lạnh, sau đó bà con hãy kéo giấy từ khăn giấy ra. Nếu như chúng có thể dễ dàng kéo ra, có nghĩa là giải niêm phong của tủ lạnh của bà con đã bị cũ và khả năng niêm phong tủ lạnh không tốt. Nếu độ hở của tủ lạnh không quá cao, bà con hoàn toàn có thể sử dụng máy sấy tóc để hơ, khò phần cao su bọc quanh cửa tủ lạnh. Nhiệt độ sẽ làm chúng giãn nở ra và khắc phục tạm thời được vấn đề. Tuy nhiên, bà con cũng nên thay mới hoặc là sửa chữa để đảm bảo an toàn hơn khi bà con sử dụng, cũng như là đảm bảo chất lượng về thực phẩm trong tủ lạnh. Ngoài ra thì bà con cũng có thể sử dụng bột baking soda để khử mùi hôi cho tủ lạnh nhà mình. Bột baking soda không chỉ là nguyên liệu chế biến bánh thơm ngon mà còn biết đến với việc khử mùi hôi rất tốt. Chỉ cần đổ baking soda vào chén, đặt vào trong tủ lạnh, những khu vực bị ám mùi khó chịu. Cách thực hiện đơn giản như sau. Đầu tiên bà con chuẩn bị một gói khăn giấy và đổ một ít bột baking soda lên trên. Bọc khăn giấy và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Điều này sẽ giúp bà con khử được mùi hôi trong tủ lạnh. Bởi vì baking soda có tính hấp thụ mạnh nên sẽ có tác dụng khử mùi nhanh chóng. Bên cạnh hai phương pháp trên, để khử mùi hôi của tủ lạnh an toàn và hiệu quả, bà con cũng có thể thử áp dụng một số mẹo dưới đây, đảm bảo rằng chỉ sau một thời gian áp dụng, tủ lạnh sẽ thơm tho và sạch sẽ như mới. 1. Sử dụng vỏ cam, vỏ quýt hoặc vỏ bưởi. Tinh dầu thơm tự nhiên trong các loại quả họ cam, quýt, bưởi là chất khử mùi vô cùng hữu hiệu, kể cả những mùi hôi tanh khó chịu nhất. Không chỉ vậy, chúng còn hạn chế được mùi ẩm mốc, héo úa từ các loại trái cây, rau củ do bảo quản lâu ngày. Sau khi ăn cam, quýt, bà con hãy giữ lại phần vỏ, sau đó rửa sạch rồi đặt ở một góc của tủ lạnh sau tầm khoảng 3 ngày, sẽ thấy là mùi hôi tủ lạnh giảm đi đáng kể. Đây cũng là một trong những cách rất hữu hiệu đơn giản mà chị em nội trợ thường xuyên áp dụng. Trong vỏ cam, vỏ quýt hay vỏ bưởi đều chứa một lượng tinh dầu thơm tự nhiên nên chúng sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bà con dập tan mùi hôi trong tủ lạnh. Nhưng để đạt hiệu quả cao hơn, bà con có thể mang vỏ cam, vỏ quýt đi sấy và phơi khô, sau đó thì đặt vào trong tủ lạnh. Sau một thời gian, nếu bà con cảm thấy có mùi hôi quay trở lại thì hãy thay mới chúng. Tương tự như với vỏ cam, vỏ quýt hay vỏ bưởi thì chanh cũng là một loại quả rất hiệu quả trong việc khử mùi hôi. Chỉ cần cắt chanh thành từng lát mỏng, đặt ở các góc của tủ lạnh là được. Cứ sau khoảng 3 ngày bà con sẽ thay một lớp chanh mới, đảm bảo là bà con sẽ rất bất ngờ bởi vì hiệu quả của nó đấy ạ.
Thứ hai, bà con có thể sử dụng gừng hoặc trái thơm để khử mùi hôi. Gừng không chỉ được sử dụng phổ biến để khử mùi tanh của thịt cá mà chúng còn giúp khử mùi hôi tủ lạnh đáng kinh ngạc. Thái gừng thành từng lát mỏng đặt ở các góc của tủ lạnh, những mùi hôi tanh khó chịu từ thực phẩm tươi sống sẽ biến mất nhanh chóng. Bà con nên lựa chọn những củ gừng già sẽ có lượng tinh chất lớn và tác dụng mang lại cũng cao hơn. Và giống như gừng, quả thơm cũng là một trong những nguyên liệu tự nhiên giúp bà con khử mùi hôi của tủ lạnh. Quả thơm sau khi mua về, bà con chỉ cần gọt vỏ, sau đó cắt làm 4 phần nhỏ rồi cất vào tủ lạnh. Tủ lạnh không những không còn mùi hôi khó chịu mà còn thơm mùi dứa, mùi thơm, giữ cho không khí bên trong tủ lạnh luôn tươi mát. Và nếu không có trái thơm hoặc là gừng, bà con hoàn toàn cũng có thể sử dụng sả để thay thế. Chúng đều có tác dụng khử mùi hôi rất tốt. Sả luôn được ứng dụng trong việc điều chế tinh dầu để khử mùi hôi. Hương thơm nồng đặc trưng vừa khử mùi hôi khó chịu, vừa kháng khuẩn rất tốt. Bà con chỉ cần đập dập một bó sả rửa sạch và đặt vào tủ lạnh, tinh dầu sả lan tỏa và át đi mọi mùi hôi tanh khó chịu lâu ngày. 3. Sử dụng trà và cà phê hoặc bã của chúng. Trà và cà phê không chỉ là một thức uống thơm ngon mà bã còn có thể tận dụng để khử mùi hôi rất tốt. Bà con dùng 50g bã trà hoặc là cà phê cho vào túi lọc, đặt trong góc của tủ lạnh. Tinh chất trong trà và cà phê sẽ hấp thụ hết mùi hôi. Hơn nữa, với một túi trà nhỏ như vậy, bà con hoàn toàn có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 1 tháng, sau đó mang đi phơi nắng cho khô, rồi tái sử dụng rất tiện lợi và tiết kiệm. Tương tự như bã trà, cà phê có tác dụng khử mùi hiệu quả, đem lại hương thơm dễ chịu. Bã cà phê được biết đến với nhiều công dụng nổi trội là khử mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh hoặc trong căn bếp. Sau khi pha cà phê xong, bà con hãy sử dụng bã cà phê trong túi lọc trà đặt vào các góc của tủ lạnh hoặc bất cứ nơi nào mà bà con thấy có mùi hôi khó chịu. Mùi thơm của cà phê vừa giúp khử mùi nhanh chóng, vừa mang lại cảm giác dễ chịu mỗi lần mà bà con mở tủ lạnh. Chỉ nên bảo quản trong tủ lạnh không quá 3 tuần và thay mới bã cà phê cho những lần sử dụng tiếp theo bà con nhé. Ngoài ra, sử dụng giấm ăn hay tinh chất vani cũng là một trong những cách giúp tủ lạnh nhà bà con luôn sạch sẽ và thơm tho. Sử dụng vani cũng là một trong những mẹo khử mùi hôi trong tủ lạnh rất hiệu quả. Bà con chỉ cần lau bên trong của tủ lạnh với vani. Muốn giữ cho mùi hương lâu hơn, bà con có thể ngâm miếng bông với vani và sau đó thì cất nó trong tủ lạnh. Hoặc bà con cũng có thể dùng giấm ăn cho vào lọ thủy tinh, đặt lọ trong tủ lạnh và mở nắp. Tính axit trong giấm ăn cũng sẽ hấp thụ hết tất cả các mùi hôi của tủ lạnh mà không gây ra bất kỳ một thiệt hại gì cho tủ lạnh cũng như thực phẩm. Đặt hũ giấm ăn không đậy nắp vào một góc tủ lạnh, đảm bảo rằng mùi hôi tanh trong tủ sẽ không còn là nỗi ám ảnh nữa. Cách đơn giản này luôn được các chị em nội trợ nằm lòng và áp dụng thường xuyên đấy ạ. Ngoài ra thì bánh mì cũng là thực phẩm có khả năng hút ẩm cao nên sẽ giúp tủ lạnh tránh được tình trạng ẩm mốc và khử mùi của tủ lạnh hiệu quả. Bà con hãy lấy vài miếng bánh mì và quấn trong giấy bạc hoặc là đặt trực tiếp bánh mì vụn vào hộp giấy, sau đó thì dùng tăm để tạo thành các lỗ nhỏ trên đó và cho vào tủ lạnh. Miếng bánh mì có thể sử dụng được 2 đến 3 tháng để khử mùi hôi, tùy vào lượng thực phẩm trong tủ lạnh nhà bà con. Hoặc nếu nhà bà con có tinh bột than tre hoạt tính hay là than củi thì hãy lấy chúng để khử mùi của tủ lạnh nhé. Than củi và than hoạt tính có tính hút ẩm và mùi hôi rất tốt. Bà con hãy nghiền nát một ít than củi, cho vào túi vải sau đó đặt trong ngăn mát của tủ lạnh. Sau khoảng thời gian 1 tháng thì bà con sẽ thay túi than mới. Nếu sử dụng than hoạt tính thì có thể để đến 6 tháng. Loại than này sẽ giúp khử mùi hôi và không làm thay đổi chất lượng cũng như mùi vị của thực phẩm. Với cách làm này, các nguyên liệu sẽ giữ được trọn hương vị thơm ngon nguyên bản. Nhìn chung thì có rất nhiều phương pháp để khử mùi của tủ lạnh. Bà con hãy chọn một cách phù hợp và thuận tiện nhất cho mình. Bên cạnh đó, bà con cũng nên lưu ý một số điều sau đây để tủ lạnh sẽ không bị ám mùi. Đối với những thức ăn còn thừa trong bữa ăn của ngày trước thì hãy để trong hộp kín, đậy nắp cẩn thận để cho mùi hôi của thực phẩm không thoát ra bên ngoài được, đồng thời cũng tránh ám mùi sang các loại đồ ăn khác. Hơn nữa thì mùi thức ăn để lâu ngày có thể khiến cho tủ lạnh nhà bà con ám mùi hôi rất khó chịu. Đối với những loại hoa quả, trái cây nhiều mùi thơm như là chuối, xoài, mít hay sầu riêng, bà con hãy cất chúng trong tủ lạnh và phải bọc kỹ càng bằng sản phẩm chuyên dụng, hoặc nếu không mùi hương sẽ ám sang thực phẩm khác, lâu ngày cũng gây ra mùi khó chịu cho tủ lạnh. Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng và mùi vị của thực phẩm mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây hại. Còn đối với các loại cá, rau xanh cũng cần được bảo quản cẩn thận. Rau xanh là một loại thức ăn vô cùng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bà con cho rau xanh còn ướt vào tủ lạnh và cất trữ thì đó là một thảm họa sai lầm. Thậm chí nhiều bà con khi mua rau ngoài chợ về, không sơ chế, không rửa, đã ngay lập tức quẳng vào tủ lạnh, khiến vi khuẩn gặp môi trường thuận lợi, sinh sôi, nảy nở và phát triển, xâm nhập vào các thực phẩm, từ đó gây ngộ độc. Đó là còn chưa kể, nguy cơ rau bị thối gây ra mùi hôi khó chịu rất cao. Vì thế, nếu bà con muốn bảo quản rau xanh, hãy rửa sạch và đợi cho chúng thật ráo nước, rồi cất bỏ vào tủ lạnh.
Đối với các loại thực phẩm tươi sống như thịt, cá, tôm, cua, bà con nên làm sạch trước khi cho vào tủ lạnh và hãy bọc kín với 2 đến 3 lớp màng bọc, tránh tình trạng mùi sẽ thoát ra bên ngoài hay bay hơi có thể gây mòn các chất bên trong của tủ lạnh. Phải sơ chế làm sạch cẩn thận và để ráo nước, bọc kỹ lưỡng để hạn chế tối đa tình trạng ám mùi khó chịu nhé. Ngoài việc chú ý đến thức ăn cho vào tủ lạnh thì bà con cũng cần lưu ý đến hạn sử dụng của các loại thực phẩm như là thịt, cá, rau củ quả khi mà bà con cất trữ lâu ngày. Bởi vì nếu chúng hết hạn sử dụng là nguyên nhân sinh sôi, vi khuẩn, nấm và đây cũng có thể vô tình gây ra mùi hôi bám khó chịu vào tủ lạnh của bà con. Bà con thân mến, chẳng cần phải mua những vật dụng lau chùi đắt tiền hay phức tạp với những bước khử mùi tủ lạnh kém hiệu quả. Bà con chỉ cần biết một vài nhẹo nhỏ trong những mẹo vặt dưới đây để khử mùi tủ lạnh mà chúng tôi đã vừa chia sẻ trong chương trình là đã có thể đánh bay các loại mùi khó chịu rồi. Đặc biệt là nếu gia đình bà con có sẵn giấy cuộn, giấy vệ sinh thì hãy sử dụng nó để khử mùi trong tủ lạnh nhanh chóng và tiết kiệm nhé. Ngoài ra, nếu bà con biết thêm về những mẹo khử mùi hiệu quả nào, hãy bật mí với chúng tôi ở phần bình luận để ban biên tập cùng các quý vị thính giả được biết nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con cô bác. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.